Bao nhiêu? Lấy 500 đấy. 5 sấy. Mà lấy được 2 ngày. Mấy gì? iPhone 8 này. Tôi hôm bữa mới lấy. Mặc bao nhiêu? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Giờ nhiêu? Cầm nhiêu? Cầm 500 thôi. Ít mày? Cầm ít thôi. Hôm bữa cầm nhiều quá, chuộc khó lắm. Tiếng không? À. Tôm kia mới chuộc. 500. Ngày 13 không ta? Tân trăm mà. Đặt là 200. Rồi ok. Cặp giá nha. Xem lấy xem. 4 giờ